Thưa quý vị khán giả, năm 2020 là một năm mà cả thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề về kinh tế. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Nhiều nhà máy, xí nghiệp phải thu hẹp sản xuất, thậm chí phải giải thể. Ngành dệt may là một trong những ngành bị ảnh hưởng lớn nhất khi mà các đơn hàng xuất khẩu phần lớn đều bị hủy. Để có thể chăm lo cho đời sống của công nhân, mỗi công ty đều có những chính sách hỗ trợ khác nhau. Vừa qua thì công đoàn ngành dệt may thành phố đã tổ chức trao tặng 233 phần quà, mỗi phần trị giá 1.300.000 đồng cho công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Quang Mica. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Quang Mica quận Bình Tân là một trong những doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Trước đó, công ty có hơn 500 lao động, mặt hàng chủ yếu là may gia công quần áo. Từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, do không có đơn hàng và không còn khả năng chi trả lương cho công nhân, nên công ty quyết định giải thể. Với mong muốn chia sẻ phần nào nỗi lo cho người lao động bị mất việc ngay trước thềm Tết Nguyên Đán, công đoàn ngành dệt may thành phố đã tổ chức trao tặng 233 phần quà, mỗi phần trị giá 1.300.000 đồng, gồm quà và tiền mặt. Món quà tuy không lớn nhưng kịp thời thể hiện sự quan tâm của công đoàn ngành với người lao động khi những ngày Tết Nguyên Đán đang cận kề.